Minh xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptun Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2020. Trong video này mình giới thiệu với anh chị về cây khoan bàn cao 1m, mang thương hiệu là Kira, hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn. Cây này thì nó cao 1m, đầu kẹp khoan là 13mm, motor của nó là motor 1 pha điện 110V. Nên anh chị sử dụng tại nhà hay xưởng thì chúng ta phải mua cái biến thế. Rồi đây là ngoại hình của con Kira. Nắp trên bằng nhựa 2 pulley và nắp này còn nguyên rất là đẹp luôn. Rồi đây là cái motor Kira 0,2kg. Đặc biệt thì con này nó là cái loại mâm tròn nên là dòng đời cao và mâm của nó cũng còn rất là đẹp luôn. Ti trụ tròn của dòng Kira rất là cứng và dày. Tay quay nâng hạ mâm còn nguyên. Rồi mặt bên kia của cây Kira là công tắc on và off, chúng ta bật lại. Chạy rất là êm. Mình chị xem cái đồng trục của nó, mình sẽ gắn cái mũi khoan vô. Về ngoại hình của nó là như vậy. Của nó còn ha. Ba tay quay cũng còn nguyên zin luôn. Giờ mình sẽ lắp cái mũi khoan vô. Rồi mình đã lắp cái mũi khoan vô, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Đây là mình đang để tốc độ chạy chậm nhất ha. Rồi sẽ chuyển lên tốc cao. Thì những mũi khoan từ 6 ly trở lên thì có thể chỉnh tùy tốc, nhưng mà đối với những mũi khoan mà nhỏ thì mấy anh mà mới vô nghề thì chúng ta nên để tốc độ cao để cho nó thẳng mũi và nó cứng mũi. Đây là mũi 6 ly, mình sẽ chỉnh lên cái tốc cao. Máy chạy rất là êm luôn. Chỉnh lên tốc cao thì anh chị sẽ nhóm hai cái ốc này ra, chúng ta đẩy cái motor ra để chúng ta cho nó siết lại. Mình đã chỉnh nó tốc độ cao nhất. Thì khi cái pulley motor mà ở tầng cao nhất, bên đây là tầng nhỏ nhất, thì tốc độ của nó sẽ xoay nhanh nhất. Mình dùng để khoan những cái mũi khoan nhỏ để tăng cái tốc độ khoan cũng như giữ cho cái mũi nó cứng và nó đồng trục. Vậy là mình giới thiệu xong với anh chị về cây khoan bàn Kira, hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 1 pha 110V. Cây máy này rất là đẹp luôn. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823979258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.